Alo alo, tin quá hot hôm nay các bạn ơi. Ma Tăng thích Trinh Quang à, từ bây giờ mình sẽ gọi không gọi cha nội này à, là thượng tọa hay là hòa thượng hay là sư gì nữa, gọi đúng là Ma Tăng các bạn. Ngày hôm nay đồng loạt các tờ báo lớn như báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên đều đã lên bài Thích Trinh Quang xài bằng cấp 3 giả ha. Còn cấp 3 là giả các bạn. Ông này có bằng cấp 3 bổ túc thôi. Nhưng mà cũng xài đồ giả luôn các bạn. Ông Vương Tướng Việt thì Vương Tướng Việt là tên thật của Thích Trinh Quang nha. Không có tên trong danh sách dự thi bổ túc văn hóa cấp 3 lớp 12 các bạn. Đó, theo nội dung mà các tờ báo nêu à, trong danh sách cái dự thi tốt nghiệp và danh sách có bảng điểm thì là đều không có tên của ông nội Vương Tướng Việt này nha. Wow, làm sư mà xài bằng giả luôn, tiến sĩ luôn à, thì như các bạn cũng đều biết rồi, cũng như một số kênh YouTube, đặc biệt là kênh của ông tiến sĩ thực sự Vũ Thế Dũng, một tiến sĩ thực sự, là người đã từng là phó hiệu trưởng trường đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh luôn các bạn. Ông đã phân tích rất là kỹ lưỡng trong những cái clip video của ông à, về trường hợp của cha nội Ma Tăng Thích Trinh Quang này à, các bạn hãy xem trên kênh của ông ha. Mình thì chỉ tóm lược lại sơ lược thôi các bạn, thì có nghĩa là à, mà các bạn đều chưa biết ha, trong cái lúc mà Thích Trinh Quang 2 năm làm cái bằng tiến sĩ ta phải làm luôn cả bằng thạc sĩ luôn các bạn. Có nghĩa là ông nội này ông làm vừa làm học thạc sĩ và học tiến sĩ luôn trong vòng 2 năm thôi nha. Mình biết là cái tin này nhiều bạn chưa biết đâu à, thì báo chí ghi là 2 năm tiến sĩ thôi, nhưng mà thật sự là 2 năm đó là vừa học thạc sĩ vừa học tiến sĩ luôn nha các bạn. Khủng khiếp như vậy nha các bạn à, giờ thì Ma Tăng đã lộ nguyên hình rồi, nguyên con luôn, đúng nghĩa là lộ nguyên con luôn. Bằng cấp 3 bổ túc thôi, nhưng mà không có luôn các bạn. Chạy phải lo đi tìm với những người nào mà có thể quyết định cái việc lên chức của mình mà mua chuộc họ, dùng tiền mà hối lộ mua chuộc họ để cho những người đó họ tác động và làm cho mình đề nghị cho mình lên chức đó. Ma Tăng nói y như thiệt luôn các bạn, Ma Tăng chùm chả luôn còn gì nữa. Ma Tăng hay giảng phước phước lắm các bạn, Ma Tăng đụng đến ai cũng bờ phước, mất phước, hết phước. Nói chung 10 clip của Ma Tăng là mình thấy 10 clip nói nó phước không các bạn. Giờ Ma Tăng dính nghiệp rồi không biết phước gì, không biết còn phước gì không, nhưng mà chắc chắn Ma Tăng đang sắp bị những hình phạt sau này các bạn. À, thứ nhất, nếu mà Ma Tăng thực sự là xài bằng cấp 3 giả ha, thì mọi cái văn bằng tới từ sau cái cấp 3 đó là bị bỏ hết nha các bạn, thu hồi hết các bạn. À, có nghĩa là mấy bằng đại học nè, thạc sĩ nè, tiến sĩ là coi như phải bị thu hồi hết nha. Và cái thứ nhất ha, cái thứ hai là bị phạt tiền các bạn. À, theo Bộ Luật Hình Sự năm 2015, điều 341 à, có ghi nè các bạn, người nào làm giả con dấu, tài liệu, giấy tờ của cơ quan, tổ chức hoặc là sử dụng con dấu, tài liệu, nói chung là làm giả giấy tờ các bạn à, thì bị phạt tiền từ 30 triệu đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm nha các bạn. Đó, thì đây là điều Bộ Luật Hình Sự đưa ra ha. Thì mình hy vọng là Ma Tăng này sẽ bị nghiệp nặng nhất đi các bạn à, cái này không phải mình ác gì các bạn, nhưng mà đúng theo Ma Tăng hay nói ha, Ma Tăng tàn rao giảng phước báo phước nghiệp không bạn, thì hậu quả lãnh này phải lãnh cao nhất hơn người ta mới đúng các bạn. Tại vì Ma Tăng biết mà các bạn, biết mà còn tạo ha, phải chịu gấp đôi người bình thường mới đúng các bạn. Hôm nay thì mình đang chạy xe mà nghe đọc tin tức này vui quá à, cho nên mình phải dừng lại để chia sẻ các bạn những thông tin cập nhật nóng hỏi nhất này à, các bạn xem video nhớ nút đăng ký kênh, like, chia sẻ ủng hộ cho mình nha à, mình được nhiều động viên động lực à, thì mình sẽ lên trực tiếp cái chùa của Thích Trinh Quang này ở đâu đó ở Bà Rịa Vũng Tàu các bạn à, để làm video về cái ngôi chùa này bây giờ nó ra sao các bạn à, sau những cái lùm xùm nhất là bây giờ các bạn, dính những cái vụ mà làm bằng giả này nữa thì thôi khác rồi các bạn, hết thời Ma Tăng nè các bạn. À, cảm ơn các bạn đã xem video mình chia sẻ nha. À, chứ như các bạn có thể các bạn chưa biết đó các bạn, à, cái Ma Tăng này tạo một cái hệ thống chùa Phật Quang cực kỳ lớn luôn nha, trải dài từ Nam đến Bắc luôn các bạn.
mà nó gọi đúng luôn là một cái hệ sinh thái luôn các bạn. Hơn 41 đơn vị đạo tràng và 33 chúng Phật tử trải dài khắp cả nước, và cái mạng lưới bao phủ này khủng khiếp các bạn. Sư phọ, gọi là sư phọ các bạn, chứ phải sư phụ các bạn. Sư phọ này quá giỏi. Bằng cấp 3 thì không có, nhưng mà vẫn thi được tốt nghiệp đại học. Đại học, tốt nghiệp đại học thì mới có được thi tốt nghiệp thạc sĩ và tốt nghiệp tiến sĩ các bạn. Và đặc biệt là thạc sĩ và tiến sĩ chỉ trong vòng 2 năm thôi. Đặc biệt nữa là 2 năm Covid nữa các bạn. 2 năm Covid là lúc đó mọi người mình ai cũng phải ở trong nhà ha. Các bạn biết rồi ha, Covid là người nào ở yên chỗ đó. Nhưng mà theo mà quy định của quy chế bộ giáo dục các bạn học tiến sĩ á, mà các bạn học á, là các bạn bắt buộc phải ở luôn ở trung tâm mà học nha các bạn. Thì mấy cái này như mình nói ở phần đầu clip video các bạn, thì những cái này thì đã được ông tiến sĩ thật sự, ông tiến sĩ Vũ Thế Dũng, ông phân tích hết rõ ràng các bạn. Thì lúc đó cái trường đại học lực nó cũng cũng tự tin, nó nói cũng lên báo tự tin ghi các bạn, nó là đã gọi là theo đúng quy trình rồi các bạn, đúng quy trình rồi ha, theo câu đúng quy trình các bạn. Mà bây giờ lòi ra cái này thì không biết đừng học lực nữa, không còn quy trình giờ còn thì bây giờ trường học lực chỉ còn quy trình là thu hồi bằng thôi các bạn. Bây giờ còn cái quy trình cuối cùng là thu hồi bằng các bạn. Hôm nay trời mát trời đẹp các bạn, mình đang đi ra khu vực này là khu vực Thủ Đức ha. Cái cầu phía trước mặt các bạn là cầu vượt cầu vượt Bình Triệu nè các bạn. Trời đất hôm nay đẹp quá các bạn. Tự nhiên lọc kênh thấy ma tăng bị khui bằng cấp giá ra, thấy tự nhiên thấy vui là thấy trời đất cái gì cũng đẹp các bạn. Bây giờ mình sẽ làm tài xế xe ôm chờ các bạn miễn phí luôn, đi dạo một vòng ngắm con đường Phạm Văn Đồng này nha.